Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đi vào thánh cầu. Nhà có 4 tầng, thì 3 tầng phía dưới mà dành cho một thánh đó. Họ ngồi hàng dưới, họ ngồi trên cầu thang, họ ngồi trên ban công khổ ra, họ ngồi trên tầng 2, họ ngồi trên tầng 3, và duy nhất tầng 4, gia đình họ chỉ để một cái giường thôi. Em gái tôi cùng mẹ tới thăm gia đình của người bạn làm công tác quản lý hội thánh tại đây. Về nhà kể cho tôi là: anh ơi, cái nhà này chẳng có cái tài sản gì à? Nếu mà tại sao không có tài sản gì? Vào nhà thấy trông rất quá. Tôi bảo em nhìn họ không có tài sản nhưng họ giàu lắm nhé. Mỗi ngày chủ nhật tài sản của họ thật cứng quá tầm. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Tài sản của tôi và bạn là chính linh hồn, những người bạn, những người cạnh. Đừng đo sự giàu có của bạn bởi tổng giá trị tài sản bạn đang có là bao nhiêu. Hãy đo giá trị của bạn qua mối quan hệ. Và hãy nhớ, thành công của bạn ngày hôm nay là bởi bạn có những mối quan hệ đúng. Thất bại của bạn ngày hôm nay là bởi vì bạn có những mối quan hệ sai. Tôi đến trại phục hồi nhân phẩm, người ta chọn trong 3.000 người đó đến cai nghiện 100 nam 100 nữ. Mà đứa 100 nữ trước vào, sau đó đứa 100 nam, mỗi người nam mặc quần áo giống nhau, đeo cái ghế, mang cái ghế nữa, đi theo chung thương lắm. Những con người bằng tuổi tôi, bằng tuổi bạn, bằng tuổi con của tôi đi vào giống như bạn hoàn toàn quyền là người vậy. Con người thì tình hà, người đắp tin đi vào rất tình hà, rất tình hà ngồi lại. Và bắt đầu khi ngồi tôi chuẩn bị lên làm, họ búng dây cho cái búng dây lên làm lâu này không được gặp nhau, tại vì đây là lúc mà họ có thể khó sát được. Và ban giáo trình thì nhặt cái dây mà nó rơi ra ngoài được. Và trong cái đau lộn xộn như vậy, tôi đang lên tình trạng bế tắc, làm cái gì bây giờ khi họ cứ nhét nhau cái gì. Và những người mà họ trong cái trại cai nghiện họ mạnh là tình dục lắm. Tôi nói chuyện như vậy, tôi nói xin chào anh chị, câu hỏi thứ nhất, anh chị có thể khai không có mặt tại đây không? Tỉnh ra bỏ lắng nghe. Tôi nói cho bạn ngồi tại đấy, bởi vì bạn đã có những lần nghe sai, cho nên bạn suy nghĩ sai đến quyết định sai đến việc làm sai, việc làm sai thành thói quen sai thành bản chất sai dẫn đến số phận bạn ngồi tại đây sai. Còn nếu như bạn muốn ra khỏi đây sớm mà không bỏ quanh nữa, thế là gọi là cỏ quanh. Nếu như bạn nghe văn giảng ngày hôm nay thì tôi đã sử dụng cái từ mà bạn dạy tôi trong trại vừa rồi đấy, gọi là cỏ quanh. Và bắt đầu họ lắng nghe, tôi nói rằng chỉ có 45 phút tôi ở cùng các bạn, đây là sự nghiệp đúng, bạn cần phải nghe đúng, hãy bỏ thời gian. Tôi biết bạn, tôi nói với họ như vậy, tôi cũng 15 ngày xa vợ. Tôi hiểu nhu cầu của các ông lắm, nhưng mà hãy tạm thời dẹp lại sang một bên, bởi vì bạn chưa đáp ứng nó. Khi bạn có được sự nghiệp đúng ngày hôm nay, bạn sẽ có suy nghĩ đúng, và bạn sẽ có quyết định đúng, hành động đúng, thói quen đúng, bản chất đúng, và bạn sẽ ra khỏi đây và không còn quay trở lại có vậy nữa. Anh chị em ngồi tại đây cũng vậy, tôi biết bạn nhiều thứ, bao nhiêu mối lo, có ai hiểu được mối lo bằng bạn đâu. Và cũng chả ai hiểu được cái nan đề bạn đang gặp. Người nào cũng vậy, nan đề của mình là lớn nhất thế giới. Đứa con nó quay mũi mình mà chưa bỏ được, đối với người mẹ là nan đề to nhất thế giới rồi. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nghe lời của ngài. Nào, bài giảng này tôi muốn chia sẻ với anh chị em biết một điều: có một ông trời, hay bằng cách khác có một ông trời, rất nhiều tiềm khẩu. Nếu như chúng ta không tiếp nhận những tiên đề của toán học, trong vật lý, hóa học, ngay cả trong triết học, thì cuộc sống chúng ta không thể có mặt ngày hôm nay tại đây được. Cuộc sống chúng ta ra đời đã có những cái tổ chức của chúng ta rồi, người ta gọi đó là những định luật hay là những tiên đề. Và những tiên đề thì nghĩa là không có nhu cầu phải chứng minh và cũng không thể chứng minh nữa. Một cộng một bằng hai đó là một tiên đề toán học, và bạn hãy chấp nhận nó để mà từ tiên đề đó bạn có thể tính toán buôn bán được ngày hôm nay. Và hãy tiếp nhận tiên đề hai được thành công sau,
tất nhiên ở trong mình học. Còn trong cuộc sống thì nó có nhiều những chiều cực khác nhau. Thì tôi muốn nói cho bạn biết rằng trong thủ lĩnh có một cái lệ trên đề đó là bắt đầu có một ông trời. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất này. Nào, hãy tiếp nhận cái tiên đề đó mà bạn không cần phải chứng minh, bạn không cần phải tìm hiểu cụ thể. Trời có một ông trời. Và cái lời của bạn ở chỗ bạn sẽ thấy có lời khi bạn sống với Ngài. Một tiên đề là bất cứ vật gì rơi đều rơi xuống đất. Bạn hãy tiếp nhận và học tìm hiểu nó để bạn không đi từ tầng 16 bằng cửa sổ. Mọi người hiểu tôi đang nói. Nếu người khác họ đã tiếp nhận đức tin đó, họ được phước, cuộc sống sẽ được thay đổi. Thì nào, chúng ta cùng nhau nghe bài giảng ngày hôm nay. Có một ông trời. Hãy quay sang bên cạnh nói rằng có một ông trời. Tại sao ông trời lại quan trọng đến mức độ như vậy? Ở một hợp tác xã đó tại Siberia cách đây khoảng nửa thế kỷ trước hơn, trong một cuộc thảo luận một vị diễn thuyết thuyết giả, ông nói rằng ông ấy giảng trong vòng gần 2 tiếng, tập hợp tất cả những người nông dân của Liên Xô lại và ông giảng gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi giảng xong chủ đề là không có ông trời nào hết. Ông giảng xong rồi ông bảo nào mời các bác cùng nhau đứng dậy, tất cả cùng đứng dậy, nắm cái tấm như vậy và cùng hô với tôi là đà đạo ông trời, đà đạo ông trời, 3 lần cùng hô đà đạo ông trời không có đà đạo ông trời. Tất cả đều làm y chang những cái diễn thuyết này. Có một bác có tiếng như vậy và nhìn quanh tay cười cười. Ông này ông hỏi này bác, tôi nghe cái gì thì bác ai biết rồi, tôi rất là chăm chú, nhưng mà tại sao bác không làm giống như chúng tôi? Không có đòi đà đạo ông trời. Bác đồng dân này chậm rãi cười rằng thưa ông giảng rất là hay, nhưng có một điều tôi vô cùng thấy nghịch lý là nếu không có ông trời thì trong bác làm gì cho mày? Nếu không có ông trời thì đặc đạo ông có làm gì cho mày? Nhưng mà thưa ông, tôi chưa bao giờ nhìn thấy quân đội của Nhật ở vùng Việt Nam tàn ác như thế nào. Nhưng mà làng tôi, những thanh niên cùng chân mù mắt và tàn tật đi từ những trường về, họ kể rằng họ đã đánh nhau với đội quân Nhật Hoàng. Cho nên tôi biết có quân đội Nhật. Thế ra vì ông cứ chống trời mãi như vậy, tôi đã cảm biết có ông trời. Mọi người hiểu không? Chúng ta hãy vô tay cảm tạ chúng mình có một trời. Vì có Ngài cho nên cuộc đời của tôi và bạn không phải là kết quả của một chuỗi tình cờ. Vì có Ngài cho nên tôi biết tại sao tôi có mặt tại đây. Vì có Ngài cho nên tôi tìm ra ba câu hỏi lớn mà các môn triết học ta tìm kiếm. Con người từ đâu tới, sống để làm gì, mà chết tôi sẽ đi đâu? Có Ngài tôi hiểu ra rằng số phận của tôi khác với con chó. Có Ngài tôi hiểu được tôi và con ếch hoàn toàn khác nhau. Làm sao biết được ông trời? Qua bốn điều chúng ta có thể biết được về Ngài. Một, qua thiên nhiên. Hai, qua lương tâm của con người. Ba, qua kinh thánh. Bốn, qua chính thân vị của Giêsu Christ. Mà ngày hôm nay cái ơn Chúa thật nhanh, tôi muốn chia sẻ từng bước đó. Thứ nhất, qua thiên nhiên. Sách Roma đoạn 1 từ câu 19 đến câu 21 cùng tôi rằng, nếu bạn sẽ xem chương trình ngày hôm nay và lời của ngày hôm nay bạn chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, tôi biết bạn có thể bạn là thạc sĩ đang xem lén cái điều gì mà bạn đang xem tôi bây giờ, nhưng bạn ơi, đã đến lúc bạn cần phải đến gặp đấng mà tôi đang tin cậy. Đã đến lúc bạn cần phải tới phó thác cuộc đời bạn trong tay của Chúa. Vợ bạn bỏ bạn và con bạn đang chán đời, hãy tới Chúa Giêsu chưa muộn. Sách Roma đoạn 1 từ câu 19 đến câu 21, lời Chúa nói với chúng ta rất đặc biệt như sau. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi cái sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, nhiều cái tính cách của bạn mắt thường không thấy được, nhưng qua việc làm của tính cách người ta biết được tính cách của bạn. Qua sự nói chuyện trừ bệnh và nóng giận
người ta biết bạn tính cách bên trong như thế nào. Mặc dù mắt thường không nhìn thấy được tính cách, nhưng qua việc làm của tính cách có thể biết được. Bởi sự cho thành của ai mắt không thấy được, tức là người rất đời đời và bổn tính tài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của ai, cho nên họ không thể chữa mình được. Khi bạn nhìn thấy một bức tranh và biết được tài năng của một họa sĩ, khi bạn nhìn thấy đồng hồ và hiểu được ai đã tạo ra nó, đồng hồ cũng tự nhiên xuất hiện, bức tranh cũng tự nhiên có. Khi bạn nhìn thấy một tòa nhà và biết được người kiến trúc sư tài năng tới đâu và người xây dựng giỏi như thế nào. Và đây, khi nhìn vào cấu tạo của con người và của vũ trụ này, bạn biết được có một đấng cực kỳ siêu phàm mà chính là bác học Einstein. Ông đã nói là càng nghiên cứu khoa học, ông càng tiến gần tới đấng tạo hóa. Sách Roma Paulo đây cách chúng ta từ 2000 năm trước. Bởi sự cho anh của ngài mắt thường chúng ta không thấy được, tức là người rất đời đời và mùng tính ngài khi từ buổi sáng thế. Nếu bạn còn nhớ cái ngày còn nhỏ nằm trên bãi cỏ trời mùa hè, ngước mắt nhìn trời và tìm xem đố lớn đố nhỏ đâu, ông thần đông nằm chỗ nào. Bạn hỏi bạn tại sao được có bầu trời nhìn sao thế nhỉ? Bạn nói rằng trời làm ra thế. Bạn nằm ở bãi cỏ buổi chiều nhìn ánh hoàng hôn và những đám mây đang bay như vậy, nó tạo ra hình của những đoàn quân đang hành động, đang hành quân. Bạn hỏi ai mà làm những đám mây này nhỉ? Câu trả lời đơn sơ của người nhỏ, trời làm ra. Sợ nhưng mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của ngài. Bán kính vũ trụ mà tôi và bạn đang sống có 30 tỷ năm ánh sáng lớn như vậy, nó có hơn 100 tỷ các dải ngân hà khác nhau, và mỗi một dải ngân hà có hơn 400 tỷ các hành tinh, nó giống như vậy đó anh chị em. Từ thế giới lớn cho thế giới nhỏ quay những gì vì có người dịch thì ra tôi phải dùng cái từ nó đơn giản hơn, thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Bạn nhìn vào kính hiển vi và thấy rằng những điện tử xung quanh hạt nhân quay, sự hài hòa giữa nhỏ nhất với cái lớn nhất, mà nói tự nhiên có à? Không đâu. Chúa là đấng hoàn thiện để tạo ra những cái hoàn thiện cho tôi và bạn. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ với Chúa. Có tạo vật phải có đấng tạo hóa. Có tạo vật phải có đấng tạo hóa. Đấy là luật gieo và gặt. Bao giờ phải có nguyên nhân và có kết quả. Ai đã tạo dựng ra mọi sự mà đang có? Amen. Tôi không thể lấy công nước này vào uống trong khi bạn không có. Người ta hỏi thế nước của mình sư từ đâu ra? Và tự nhiên có. Thế nên tôi chả phải cảm ơn ai hết. Tôi chả phải xin ai nước uống hết. Nó tự nhiên có. Là tôi muốn là có. Xin lỗi bạn, chỉ có hai điều mà tự nhiên có, đó là rác và bụi trong nhà bạn thôi. Còn bất cứ điều gì mà bạn cần đều phải trả giá hết. Nếu bạn không thể trả giá, hãy học mở miệng xin người khác. Còn không có điều gì tình cờ mà xảy ra đâu. Amen. Có tạo vật phải có đấng tạo hóa. Qua thiên nhiên chúng ta biết có một Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, qua nguyên tắc con người chúng ta biết được có Đức Chúa Trời. Roma 2:15, họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã đi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng của mình khi thì cáo giác mình, khi thì vinh vực. Tâm trí chúng ta nhiều khi muốn làm ông trời cho chúng ta, còn lòng của mình đó thì biết không có ông trời. Cái thách thức là luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi vào lòng, vào lương tâm của con người. Bạn đã nhớ lần nào mà vô tình lấy tay tát vợ đầu tiên chưa? Khi bạn lấy vợ lần đầu tiên đó lương tâm cáo trách. Bạn đã nhớ cái lần ăn cắp tiền của mẹ bạn lần đầu tiên chưa? Luật pháp được ghi ở trong lòng bạn. Khi bạn ăn cắp, lương tâm bắt đầu cáo trách bạn. Lòng của Chúa được ghi trong lương tâm của con người, bởi vì con người là tạo vật từ ngài. Bạn có lần nào bị ai vô tình dẫm vào chân bạn
miệt bạn yêu cái gì bạn còn nhớ không? Ôi trời ơi, trời ơi, bạn nhớ không? Khổ, bạn hay kêu ôi trời ơi, thì đâu ra nhỉ? Cái từ đó từ đâu ra nhỉ? Bạn nói rằng thói quen, xin lỗi bạn, hai thằng con tôi đang đi ở đây thì ngã, hoặc cái ai đặt chân bây giờ không có ôi trời ơi, nó gọi ba bà, ba bà. Nhưng khi bằng tuổi bố đó, vì ai cũng phải chân, tôi không được gọi, lại tiếp tục ma 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 ma. Bạn nghe thấy một người, từ sâu thẳm lòng con người, chúng ta kêu, ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này, ai tự kêu, cần câu lọc đưa tay lên, hay là mình không thể. Dù thờ thần nào, dù thờ tôn giáo nào, thì con người vẫn biết có một ông trời. Amen. 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 Tôi không hiểu có dân tộc nào đặc biệt như dân tộc Việt Nam không? Có gì người Việt Nam gọi cái mặt trời là mặt của ông trời? Bất cứ từ nào mà trước danh từ có từ ông luôn luôn mang một sự kính trọng và nói về một thân vị. Người Việt Nam không gọi mặt trời bình thường, mà người Việt Nam với cái nôn na trong đầu của mình những người trong nước, nhưng lòng biết có ông trời thì trong lương tâm người Việt Nam tổ phụ của tôi và bạn ấy. Những con người mà vô trần vô lý vô lê đã biết công trời rồi, các bạn ơi, chúng ta không hơn họ và đừng có bao giờ trở thành học sinh khảo đó. Nói rằng không công trời, tổ phụ tôi và bà quý vị vua đó gọi họ là thiên tử con trời. Sâu thẳm lòng con người thì biết có ông trời, nhưng đầu không biết ông ở đâu, cho nên nôm na nhìn vào mặt trời mà ảnh hưởng tới bề mùa lúa của họ gọi mặt của ông trời. Rất tiếc, cố gắng dịch ra tiếng Đức cho người đây khó quá đúng không? Nhưng mà tôi muốn nói với người Việt Nam biết là người Việt Nam biết có ông trời. Mọi người hiểu không? Khổ kêu trời, chấn động của mặt trời ở giữa. Văn hóa Việt Nam liên quan tới ông trời. Kể cả đạo Phật của Việt Nam thì câu lạy Phật vẫn luôn luôn, câu khấn Phật vẫn luôn sau lạy trời. Lương tâm con người biết có ông trời. Amen. Amen. Lạy trời cho mưa đấy, lấy nước từ bùn. Dân tộc nào cũng có câu ông trời ơi. Không phải chỉ dân Việt Nam, người Đức cũng câu trời ơi, người Nga cũng câu trời ơi, người Anh cũng câu trời ơi, dân tộc này đâu rồi cũng câu đảng ơi, vì nó ơi đảng ơi. Rồi cho nên lương tâm của người trên cầu trời. Amen. Amen. Vì con người chúng ta có một cái khả năng rất là lạ, khả năng đó là gì? Không nhìn thấy, không sợ thấy, không bao giờ tin. Ta nhìn thấy mà tin, ta mà sợ được mà tin, ta mà ăn được mà tin. Tôi nhớ hồi 10 tuổi, ông chú đi học từ bên Nga về, kể tôi nghe rằng ông ạ, ở bên Nga người ta mùa đông ngồi trên mặt sông câu cá. Tôi nghe bảo làm cái chuyện mùa đông trên mặt sông ngồi câu cá, ông giải thích rằng vì nó má nó quát lại, người ta đào lỗ xong người ta kê đế ngồi câu cá. Tôi bảo không tin, cháu không thấy, không tin. Cho tới 8 năm sau tôi sang Nga du học, nhân chuyến xuống ngoại ô để đi ăn Tết, nhìn ra ngoài chuyến tàu chạy thấy có những ông già người Nga mặc lông to đội mũ lông ngồi câu cá. Tôi mới hiểu rằng à, chú mình nói đúng, con người mình không thấy không bao giờ tin, nhưng có một điều 7 tỷ người chưa bao giờ thấy, 7 tỷ người chưa bao giờ sợ. Thế là dân tộc nào cũng biết có ông trời. Hiểu không anh chị? Chưa thấy bao giờ, chưa sợ bao giờ, thế là được thấy có ông trời. Và cuối cùng cả ra vô số con gái, bởi vì con gái là tiếng than thở của lòng con người đấy. Trời ơi, ông ở đâu? Lòng con người kêu ơi, trời ơi, ông ở đâu? Và đầu bắt đầu tìm ông, cho nên mới tạo ra những tôn giáo khác nhau. Tôn giáo là tiếng than thở của con người và nó cũng là kết quả của tư tưởng con người, nhưng sự thật nó phản ánh tiếng kêu từ trong lòng của mình. Trời ơi, ông ở đâu? Có một nhà toán học lừng danh của thế kỷ thứ 17 có tên Pascal, Blaise Pascal.
ông nói một câu cực kỳ nổi tiếng hay ghi vào sách của bạn, vào vở của bạn. Ông nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra trong lòng con người một khoảng trống, và khoảng trống đó bằng những hình dạng của Ngài. Mà hãy về cha nhà toán học Les Pascal vào cái kỷ 17. Vì vậy cho nên bạn hãy đi tìm xem lấy danh lợi quyền tiền tài tình, nhưng lương tâm của bạn vẫn thổn thức. Không có cái gì ở đời này có thể lấp được vào cái khoảng trống ở trong tâm hồn của bạn, cái khoảng trống trong linh hồn của bạn, cái khoảng trống trong lòng của bạn. Không danh lợi quyền có thể lấp được vừa, chỉ khi bạn gặp được Chúa Cứu Thế Giêsu hay nhận Ngài bước vào đời sống của mình thì khoảng trống đó mới vừa khít. Con trai của tôi có trò chơi xếp hình, mua cho nó một cái hộp trong đó có khoảng 200-300 cái mảnh ghép, có thể còn qua nhà luôn luôn, hoặc là cổng chiến thắng của Berlin. Chỉ cần bạn trong khi nó đang xếp xếp như vậy và ăn cắp một cái mảnh tí thôi đó, có nghĩa là cái hình của nó ghép vô giá trị. Càng nhiều mảnh ghép thì cái khoảng trống đó càng nhỏ đi, nhưng với một chuyên gia nghiên cứu thì nó vẫn vô giá trị như là cái hộp mảnh to. Dưới cuộc đời của bạn và của tôi, nó tập hợp nhiều mảnh ghép lại, và có một mảnh ghép đặc biệt lắm, nó là chìa khóa cho bức hình của bạn và tôi có giá trị. Cái mảnh ghép đó nó có số 1. Số 1 đó là Jesus Christ ở bên kia. Hãy vỗ tay cảm tạ. Tên tôi trước khi gặp Chúa Giêsu gọi là Hùng Trắng, không hiểu vì toàn số không cho nên trắng trơn. Nhưng khi tìm ra mảnh ghép có số 1 đó lắp ráp được vào cuộc đời của tôi, bắt đầu từ đó tôi có giá trị, và tôi đã có giá trị 23 năm rồi. Đó là điều thứ hai, nói về ông trời và lương tâm. Điều thứ ba, đó là quyền kinh thánh. Trước khi bạn xuất hiện về phép tại Việt Nam thì bạn hay gửi thư về cho bố mẹ trước. Hồi xưa là gửi thư, bây giờ có điện thoại. Bạn gửi thư nói là bố mẹ ơi, Tết này nha là con về phép thăm bố mẹ, nhớ bánh trưng làm thêm cũng thừa cái tháng kia. Con sẽ về, thư luôn đi trước, làm nước sẽ theo sau. Và đúng giờ cũng vậy, vì Ngài biết rằng con thiên nhiên, con người phá hủy thiên nhiên, và bây giờ họ tội tội các thiên nhiên hành hạ họ. Họ đã đứng câu hỏi tại sao những người quyền năng và yêu thương mà để sống thành nhà Nhật Bản, tại sao có được đất cho đứa trẻ chết ngon. Họ đã tìm cách đẩy cho thiên nhiên tàn ác và Đức Chúa Trời tàn ác. Vì vậy cho nên Ngài biết rằng qua thiên nhiên con người sẽ không còn gì để đánh lại, còn lương tâm con người sẽ đánh vào những người thì không còn bị cáo trách nữa, đánh vào nguồn thành phố Tây không đánh thu nguồn. Mọi người hiểu ra nói ngày xưa nó ăn cắp tiền vì có nhu cầu cần tiền, bây giờ nó ăn cắp tiền bởi vì không ăn cắp được chứ nữa. Cho nên lương tâm cũng không nói được về Đức Chúa Trời. Hai cái đó coi như càng ngày càng bị càng sang một bên. Và đây này, Chúa phải nhìn trước để không tăng sao thắc bổn. Chuyên nghiệp nó sẽ trở thành công ngõ. Mỗi lần bạn ngày xưa người ta dọa con chưa không ăn, mày không ăn là trời đánh là chết đấy. Dần dần đến thế hệ chúng ta thì họ dọa là không ăn thằng áo bỏ bắt mày đấy, từ ông trời thành áo bỏ bắt. Và bắt đầu thấy nó đúng rồi, có thể có một câu khác là không ăn là một xương sẽ bắt mày đấy. Dọa tôi đấy, tôi đã dọa cứ cái phòng một xương hiện áo biết à, tôi bảo tôi bắt tôi ra đây là áo bỏ bắt mày một con ngồi ghế này đấy. Dạ anh chị em ơi, xin lỗi em không dịch nổi rồi. Đã hứa với nàng là sẽ giảng vài giảng đơn sơ hơn nhưng mà không thể giảng đơn sơ được. Ok, dạ. Tôi hy vọng là lần sau phiên dịch đứng bên cạnh tôi thì tôi sẽ giảng đơn sơ. Còn nếu mà không thấy phiên dịch thì là tôi sẽ tiếp tục phóng theo kiểu bài giảng có mùi nước mắm và mắm tôm. Ok, và mình tôi lên xuống bước đã ban chúng ta quyền thánh kinh. Đó là minh chứng thứ ba để có Đức Chúa Trời. Sách Giăng đoạn 5 câu 30. Qua kinh thánh chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Sách Giăng đoạn 5 câu, xin lỗi, câu 39.
các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng ngoài đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu. Thế ra khi mà con người bắt đầu đọc Kinh Thánh, thấy thay đổi, bởi vì gặp Ngài. Người ta nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì giả. Khi bạn càng tiếp xúc với sự sáng thì bạn càng sáng hơn. Thế ra chúng ta để ý chính mình xem, khi nào chúng ta mặc quần áo bẩn này, chúng ta không thích ra chỗ sáng sáng, thích chỗ nào một chút tối chút, cảm thấy đó. Người cảm thấy tự tin hơn. Cho nên bởi vậy mới có câu nói rằng trẻ con sợ bóng tối, còn người lớn thì sợ ánh sáng. Trẻ con nó sợ ma, nó sợ bóng tối lắm, nhưng mà người lớn đưa ánh sáng sợ. Không ông ra tòa vì tội tham nhũng. Trước khi ông bắt vào xà lim để thi hành án, cho lời cuối cùng ông nói rằng: thưa các đồng chí, chưa bị lộ. Có nghĩa là tôi bị lộ là rồi, không may trước các đồng chí đâu. Còn thưa các đồng chí, chưa bị lộ. Dài sáng nhưng nhìn lắm, bây giờ người ta sợ. Lời Chúa nói Kinh Thánh làm chứng về ai? Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giêsu. Thế nên tại sao người ta sợ Kinh Thánh? Tại sao chưa có một quyển sách nào bị bóp, bị phá, bị giết nhiều bằng Thánh Kinh, bị phỉ báng nhiều bằng Thánh Kinh? Bởi vì Thánh Kinh mang tới cho người ta một chân lý bất diệt. Thằng con hỏi ông bố ông bố, con không hiểu tại sao mà cứ lên Kinh Thánh của bố này ghét, cứ nguyên những Kinh Thánh của bố này chỉ trích và phê phán. Ông nói với con rằng nếu bố không phê phán Kinh Thánh thì Kinh Thánh phê phán bố. Thành ra Kinh Thánh nó nhắc tới phạm nhiều tội quá thì không chịu nói. Tại vì nhà này thì cần phải có các Kinh Thánh ra khỏi nhà. Bởi vì còn có nó tại đây thì tội đâu còn bị chỉ ra. Kinh Thánh nói không ăn cặp, ông bố đi ăn cặp. Và thằng con cứ suốt ngày bắt ra chớ ăn cặp. Thì là sao không chịu nói. Kinh Thánh nói hãy yêu vợ của mình, bảo bố thường xuyên đánh vợ, ta sao chịu nổi. Bởi vậy cho nên cần phải đốt Thánh Kinh, xé Thánh Kinh và loại Thánh Kinh ra khỏi nhà. Nhưng tôi và bạn không phải là người như thế. Kẻ mà thích sự sáng luôn tới gần sự sáng và sáng hơn. Còn kẻ thích tâm tối thì sợ bóng tối. Kinh Thánh làm chứng của Chúa Giêsu. Có một người du khách nước nọ đến thăm một cái bộ lạc tại châu Phi, và nghe nói là bộ lạc này trước đây là bộ lạc ăn thịt người. Đấy một lão già ngồi đọc một trích tiếng Anh. Người du khách lại gần nói: ê thưa ông biết tiếng Anh được à? Quyển Kinh Thánh này này, ở nước chúng tôi nhá, người ta bỏ đi từ lâu rồi, nó cũ như mặt trời rồi, không ai sử dụng nó đâu, đừng đọc nữa. Lão già đó không nói một câu nào, cầm tay người du khách đến đó dẫn tới một cái thung lũng, đi bộ ra khỏi làng một chút, dẫn tới một cái thung lũng của chính. Ông nhìn xuống dưới kia xem, vì đây nhìn xuống, ông nhìn thấy cái gì? Người du khách đức nói rằng đầu lâu và xương sọ. Xưa người, ông nhìn rất là đúng. Ông đang ở bộ lạc ăn thịt người. Nếu không nhờ quyển Kinh Thánh mà ông đang phê phán này này, thì không thấy đầu lâu và xương của ông đó. Nó ở dưới kia đó. Nếu không nhờ quyển Kinh Thánh mà ông đang phê phán đó, thì dịp hôm nay bỏ ông là khá ngon đấy. Mọi người hiểu không? Quyển Kinh Thánh này đã thay đổi cái đất mà bạn đang sống bây giờ. 2 năm trước đó là bộ lạc Thanh Mang. Nhờ quyền này, những con người như Phaolô này đã mang quyền này tới. Chúa Giêsu nói rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành tới không phải làm cho dân những người tin Chúa ngu hơn. Tin lành tới không làm cho chúng ta nghèo hơn. Tin lành tới không diệt chi thức. Tin lành tới không làm cho chúng ta nghèo hú của bệnh tật. Chúa tới để giải phóng chúng ta. Chúa tới cho tư tưởng của tôi và bạn được tự do suy nghĩ. Bạn có thể phát triển toàn bộ tiềm năng của tâm trạng của bạn, không phải chế độ quân bốt hay những đề. Amen. Hay vũ đánh cảm cả Chúa Trời của tôi. Minh chứng thứ tư, thứ nhất là qua thiên nhiên biết ông trời, thứ hai qua con tâm con người biết ông trời. Hình ảnh thiên nhiên các bạn nhìn thấy bàn tay của Chúa có tạo ra phải có đấng tạo hóa. Thì từ trong lòng của bạn sâu thẳm nói đến rồi ơi, thường xuyên nhắc cho tâm trí của bạn biết rằng có ông trời. Bạn cứ phải trả giá cho những điều gì bạn làm trên đất này chết, không phải là hết. Chết chỉ là qua đời,
cái trận này để tới một cái trận khác. Con gà không qua đời, con lợn không từ trần. Miệng của bạn làm chứng rằng có một ông trời, một khi khổ kêu. Thứ ba, của Kinh Thánh là lạc của tình, từng Chúa, từng ông trời, nó gửi lại cho tôi và bạn. Và nói là, tôi một xưa đây là đủ chục con người, con thái biết mà, tại sao bảo đời như thế trời. Tôi vừa rồi nói chuyện với một người rất là cộng đồng. Ông đặt cho tôi câu hỏi, của Kinh Thánh này tại sao gọi là lời như thế trời. Tôi chỉ cho biết lại trên thế giới thứ ba là ở đâu, và sẽ xảy ra như thế nào. Rồi Kinh Thánh dự báo 27 thế kỷ trước, người anh em của tôi sốc. Ông người học rất giỏi và cấp cao cũng chóc bỏ 27 thế kỷ. Thế một chiếc có tin rằng bây giờ lời tôi nghĩa ra chết như vậy không? Và thế ông vào khu điện và nghiên cứu về ngôn ngữ học. Tôi không tin sứ điểm sống lại từ chỗ chết của Chúa Giêsu mà là một công việc biết cả. Nếu như nó đến từ một đàn anh ông ở lỗ đang mắc phố thì tôi có thể khó tin. Nhưng đây bao nhiêu trong lương tin, anh ơi, anh không biết được rằng chiếc xe tăng hút cổ sinh độc lập cổng sinh độc lập đó 30 năm sau đã bị bánh phối, không phải là sự thật. Chỉ một câu chuyện nhỏ như vậy thôi mà ít năm sau đã được minh chứng lại. Huống chi cái mộ trống không còn sờ sờ ra tại Jerusalem. Chả nhẽ họ lại tiếp tục đến viếng, đến thăm, đến xem một sự giả dối mà không ai chứng minh được hẳn. Bạn ơi, bạn có biết tại sao ngôi mộ trống không? Người Ai Cập lòng vẫn còn trống bởi vì vua họ Pharaoh vẫn nằm trong mộ. Các vị vua vẫn nằm trong mộ cho nên dân của họ vẫn trống trong lòng. Còn tôi và bạn, tại sao lòng không trống? Bởi vì ngôi mộ trống. Hãy vỗ tay cảm tạ với Chúa. Mười mộ trống cho nên lòng của tôi không còn trống trải 23 năm vừa rồi. Bằng chứng đó, sự kiện lịch sử như vậy đó, bởi cơ đó tại sao lại không tin ngài nữa? Điều thứ tư minh chứng về ông trời đó là Chúa Giêsu giáng sinh và ngài sống lại. Alleluia. Ô Chúa Giêsu giáng sinh, một sự kiện lịch sử từ điển bách khoa toàn thư, định nghĩa công viên có nghĩa là ngày sinh của Chúa Giêsu theo đạo Cơ Đốc. Một nhà sử học cũng là thủ tướng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, cô biết trong quyển sử của ông là rất là tiếc cho nhiều dân tộc biến truyền thuyết trở thành lịch sử mà lại lịch sử lại coi là truyền thuyết. Tác giả đó là Trần Trọng Kim, hay phải đọc lại lịch sử không biết. Thạch Sanh không phải là lịch sử, Thánh Gióng không phải là lịch sử, còn Chúa Giêsu của tôi và bạn là một nhân vật lịch sử có thật. Và chính lịch sử đó là history, câu chuyện của ngài, của đời của bạn và của tôi, xây dựng trên lịch sử của ngài, câu chuyện của ngài. Không có ngài, không có ngày sinh của tôi. Tôi sinh năm 1970, 1975 trước khi tôi ra đời, có một đấng đã giáng sinh. Ngày sinh của ngài đo tuổi của tôi và bạn. Tôi cưới vợ năm 2000, đúng 2000 năm trước khi tôi cưới, có một đấng đã giáng sinh và chính cái ngày sinh của ngài đo ngày cưới của tôi năm bao nhiêu. Amen, amen. Lành chìa lòng con người biết ông trời mà đâu lẽ ông ở đâu, cho nên tìm kiếm ông cũng không méo mó. Ai là người ngồi tại đây lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cho tay xem lần đầu tiên, bây giờ mới gặp tôi lần đầu tiên, cảm ơn chúa có người đây lần đầu tiên không là anh. Tôi biết tôi đây gặp tôi và anh không một sinh trẻ, người ta giới thiệu tôi với anh là đây là một sinh trẻ rồi, các bạn hơi ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng một sinh chắc là phải cỡ nhiều tuổi hơn anh khoảng 10 tuổi, dáng đi nó phải chậm chạp hơn chút. Đó, cái đó không có gì xấu bởi vì chúng ta đã tưởng tượng trong tâm trí của mình về chức danh và con người như vậy. Lòng biết có một con người đó nhưng đầu lại tưởng tượng ra con người hiểu của mình, bởi vậy cho nên nó sẽ méo mó không đúng như con người thật. Bạn có thể biết về tôi có hai cách. Cách thứ nhất, nghe có ai nói và bạn suy luận ra tôi. Cách thứ hai là tôi trực tiếp tới bộc lộ tôi cho bạn biết tôi là ai. Cũng như vậy,
có thánh tích, nhưng rất nhiều người mừng được Đức Chúa Trời một kiểu khác, giống như người Do Thái mừng được Chúa Giêsu đó, cho nên họ giết chết Chúa Giêsu là điều này. Chúa đã cứu chẳng giá để bộc lộ chính Ngài thực sự là ai cho tôi và bạn. Đó là điều thứ tư, Chúa Giêsu là ông trời người Việt Nam. Ngài đã xuống để minh chứng cho tôi và bạn biết Ngài thực sự là ai. Amen. Amen. Và đọc hỏi vì sao ông trời lại xuống trần gian? Đơn giản yêu bạn, giúp đỡ bạn. Tại sao lại giúp đỡ tôi? Vì bạn khổ. Tại sao lại phải trở thành con người không phải là cứ là mầm sống chất mầm lao sống như là thế thôi, xuống để mà làm việc giống như sơn tinh thủy tinh vậy? Nên bạn câu hỏi như vậy, tôi trả lời. Tôi cũng có câu hỏi chính xác như bạn. Nhưng có một ngày tôi là trường mỏ, hồi đó học sinh viên bị ốm ba ngày. Và hồi đó trường mỏ không có game để chơi đâu. Thầy đã ba ngày nằm trong nhà buồn quá. Tôi phải tìm trò chơi để chơi. Phát hiện ra ở bầu cửa sổ trời phía đông rất nhiều những con chim hay bay cái bầu cửa sổ để ăn những cái bánh mì mà một sinh viên hay không chắc không phải cửa sổ đã bỏ và chim cửa sổ còn sót lại. Và tôi nhìn thấy đàn chim như vậy, bắt đầu nghĩ ra trò chơi của chúng nó. Tôi thấy vừa thương đàn chim lại vừa muốn nó lại cho mình vui. Tôi bỏ quang cái đèn cửa lấy bánh mì ăn ra lại, bắt đầu chim chạy quán loạn. Tôi đặt câu hỏi là chúng mày sợ chạy này tao có thích chúng mày mà. Và bỗng nhiên tôi trả lời tới rồi mình thắt hình đồ sộ của tôi. Và có thể rất nhiều đường hương tôi hay bắt chúng nó để nấu cháo. Cho nên nhìn thấy tôi chúng nó sợ chạy. Bây giờ làm sao để giúp nó? Tôi bắt đầu tiếp tục công việc của tôi, giải bánh mì trên bầu cửa sổ và lấy rèm cửa che lại để lại một lỗ. Và bắt đầu nhìn ngắm chim bồ câu đi qua cái lỗ nhỏ đó. Chim bồ câu chạy lại, nó vừa ăn vừa đặt câu hỏi, tại sao hôm nay mình lại may như thế nhỉ? Tự nhiên xin lỗi các bạn bồ câu, không tự nhiên đâu, tớ giúp các bạn đấy. Nhưng mà tại sao bạn lại không xuất hiện? Vì cơ thể to bụng của tớ sẽ làm cho các bạn sợ, cho nên tớ phải giấu mình giúp các bạn. Đó chính là nguyên nhân tại sao Chúa của tôi và bạn đấng to bụng lớn như vậy mà Ngài không cơ ý sống vật chất xuống để cho bất kỳ người tin Chúa ngay lập tức. Họ tin lúc đó là vì sợ, không phải bởi yêu nữa. Amen. Mà Ngài cần yêu. Thế yêu đó là sự tình người lựa chọn từ bên trong. Còn nếu mà sợ mà yêu thì khác gì yêu mafia. Yêu mafia. Amen. Và bởi thế Chúa của tôi Giêsu đã xuống trần gian để Ngài bộc lộ cho bạn và tôi câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta kết thúc bài giảng hôm nay. Sách Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế nào đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được hưởng sự sống đời đời. Đây chính là câu kinh thánh cuối cùng để bộc lộ bốn điều về ông trời. Một, qua thiên nhiên bạn biết có ông trời. Hai, qua lương tâm bạn biết có ông trời. Qua thiên nhiên nhiều người nói đổi lên rằng thiên nhiên thì hùng vĩ tạo hóa thật là đẹp, họ chối bỏ ai đã tạo dựng ra cái cảnh đẹp đó. Qua lương tâm từ khi phạm tội nhiều tôi chay lương tâm rồi. Qua kinh thánh người ta nghe nếu nó có một số người viết của thế kinh thành có nhiều tôi cũng biết này con lên làm lô hàng con bỏ không nhỉ, con làm đại ra đó. Họ biết quyền kinh thánh giống kiểu bói kiều người mình lạc lạc. Và Chúa Giêsu qua bên thứ tư đã xuống trần gian, Ngài xuống trong mắng cỏ để hiểu được những người tị nạn, Ngài xuống bị bắt mớ và chạy sang Ai Cập tị nạn từ nhỏ để hiểu được hoàn cảnh của tôi và bạn. Ngài chịu khổ bị dù bỏ, bị khủng bố, bị vũ khống, bị đánh đập, bị nhổ nước bọt, bị nổ dâu, bị đập vào đầu để hiểu được nỗi đau của bạn. Bạn ơi, Chúa dạy tôi và bạn một điều: cái gì xảy ra với bạn không quan trọng bằng phản ứng của bạn với những điều vừa xảy ra đó. Cái tát vào mặt bạn không làm đau bạn quá một tuần trên má, nhưng cái tát đó mà lọt vào tim của bạn, nó có thể giết chết bạn trong tương lai, đừng chết dần dần. Amen. Hãy gặp Chúa để giải phóng sự tức đó, để tôi và bạn sống trong sự dư dật của Ngài. Chúa Giêsu là minh chứng thứ tư nói về một Đức Chúa Trời yêu thương những kẻ lừa đảo xấu xa là tôi và bạn.
chứ không phải là yêu với trẻ yêu mình. Chúa đã sẽ thay bỏ cho tôi và bạn. Tình yêu cũng đòi hỏi sự vị tha, tình yêu cũng đòi hỏi sự hiến dâng. Thầy ra hỡi con nữ thanh đang ở đây, nếu chàng trai nào yêu đứa con và đi nói rằng hãy cho anh đi, anh yêu em, nếu là anh yêu em hãy cho anh đi, đừng tin vào câu nói chứng minh tình yêu đó. Đó là tư dục, không phải tình yêu. Đang lợi dụng cho con, mọi người hiểu tôi đang nói đâu. Tình yêu đúng nghĩa của nó ở đây là yêu thương và ban cho. Yêu thương không lợi dụng, yêu thương không cho mình, yêu thương không tư dục. Yêu thương là hy sinh, là tha thứ, là nhịn nhục, là thương yêu, là ban cho. Yêu luôn ban cho, chưa chắc bạn ban cho đã là yêu. Nhưng cái bạn ban cho bởi vì lòng danh, bạn ban cho để cho ai đó vỗ tay, bạn cho người nào đó bởi vì thiếu người cho, bắt đầu là thứ nhất những kẻ ăn xin. Nhưng nếu bạn đã yêu rồi thì không thể không ban cho được. Kẻ đang yêu luôn tìm kiếm cơ hội để làm điều gì đó cho người mình đang yêu, đúng không anh chị em? Và Chúa không phải ông thần ác. Ông giời mà người Việt Nam nghĩ là ông thần ác đó, không phải, ngài yêu thương. Bởi vậy Đức Giê-xu xuống trần gian là đấng duy nhất một bộ cho tôi và bà biết ông trời là cha của tôi và bạn. Có một tôn giáo nào gọi ông trời là cha đâu, khổ kêu lối rồi thôi. Còn chỉ có chúng ta khi tiếp nhận Đức Giê-xu được gọi ông trời là cha chúng con ở trên trời. Đó là câu đầu tiên của cách mạng mà Giê-xu mang tới cho thế gian này. Ngày dày ngày đặt trên núi, khi các con cầu nguyện đừng kêu lối rồi thôi nữa. Đừng kêu lối rồi thôi, mất hay mù. Tại sao bất công thế này, tôi sống lành mà tao toàn điều ác. Các con ơi, khi có ngày rồi thì bắt đầu cầu nguyện như thế này như thế này. Lạy cha chúng con phải trên trời. Chúa dạy thật qua lòng cha, khi con mình xin bánh lại cho đá thay vì bánh. Khi con mình xin cá lại cho rắn thay vì cá. Khi con mình xin trứng lại cho bò cạp thay vì trứng. Các người vốn là những người xấu, còn biết cho con cái để mình vật tốt. Vốn chính cha, không phải ông trời nhá. Vốn chính cha, các người lại thêm trời. Lại chẳng ban những vật tốt khi con cái ngài cầu xin sao. Tôi là cha của hai đứa con, là mục sư của nhiều người, mục sư là chức vụ, còn cha là cả đời của tôi. Tôi là anh chị em ở nước ngoài như thế này, tôi là con tôi cả 2 giờ sáng, 3 giờ sáng nữa. Tôi là cô anh chị em trong giờ làm việc, nhưng tôi là cùng với con tôi lúc 4 giờ, 3 giờ đêm khi nó dậy để đi ra lại đây. Khi nó sốt, tôi là cùng với nó. Nó nói rằng papa muốn lên vai, tôi cho nó lên vai chạy chơi với nó. Có anh chị em nào là đòi lên vai tôi ngồi đâu? Bởi vì tôi chỉ dành điều đó cho hai đứa con của tôi thôi. Khi nó gọi ba bà thì lòng của người cha này làm sao có thể chối từ khi con nó không yêu cầu. Đó, sự khác biệt nữa. Ôi trời ơi, với lại cha chúng con ở trên trời ở chỗ đó là anh chị em. Bạn cứ thấy vinh dự nghịch não sao? Chúng ta gọi ôi trời ơi, ông ta còn ngoảnh mặt không thèm nghe. Còn bây giờ kêu cha ơi, thậm chí nói rất là nhỏ trong phòng kín, linh hồn ôm vào mặt và tiếng không phát ra, mà cha ở trên trời vẫn nghe được cái mà bạn không nói ra miệng được. Tôi mới nhận được một lá thư của một cô gái từ Đài Loan. Cô viết thư nhắn một số, tôi nhận ra là em không bỏ không. Em ơi, năm 2007, một chú cũng thăm một cái chỗ xưởng may tại Nga, may quần áo. Và trong khi giảng xong rồi, mục sư lại gần nói, em có muốn lấy gì phải không? Có muốn mục sư cầu nguyện cho em không? Và em đã òa khóc và nhờ mục sư cầu nguyện. Mục sư ơi, 2 năm sau đó, Chúa nhận lời đúng cái gì mà em đã cầu xin đó. Vì cha của em đã trả lời. Bây giờ nhà của em tại Hải Dương trở thành hồn thánh. Hơn 30 người rồi. Còn em sang bên Đài Loan này, đang ở trong một hồn thánh phục vụ tại đây. Mục sư ơi, chú của mình, cha của mình tuyệt vời thà. Anh có say cảm tại ta. Mà đây là mình dạy phòng nguyện. Bài giảng hôm nay nó giúp bạn trả lời 2 câu hỏi. Một, có một Đức Chúa Trời. Ai, ngài là ai? Không phải chỉ có một Đức Chúa Trời mà dừng lại.
mà là Đức Chúa Trời yêu thương. Điều đó là điều bạn cần phải nhớ. Không phải chỉ là Đức Chúa Trời Maria, mà là Đức Chúa Trời Cha. Cái đó bạn cần phải nhớ. Cha có trách nhiệm trên con của mình. Cha luôn muốn con của mình hơn nữa, phước hơn nữa. Người Việt Nam có câu: con với cha cần nhà có phước. Chúa Giê-xu nói rằng những kẻ tin ta sẽ làm những ta đã làm, thậm chí còn lớn hơn nữa. Đó chính là câu trả lời tại sao tôi được chiến thắng khỏi bệnh đói lắc và đói ngọt. Bởi vì cha của tôi muốn chữa lành bệnh ma mắt bẩm sinh của tôi để có thể sống tốt hơn và có ích cho nhiều người hơn. Cha của tôi và bạn như vậy đó, luôn luôn biến cái khiếm khuyết và tật xấu của bạn thành điểm có lợi và giúp ơn người khác. Nào chúng ta cùng nhau tới với cha của chúng ta. Bạn nói rằng: mục sư ơi, làm thế nào tôi cũng giống mục sư để có thể gọi ông trời là cha được. Cơ hội ngày hôm nay dành cho bạn, tôi đã từng làm 23 năm trước. Nếu bạn có mặt tại đây qua bài giảng ngày hôm nay, bạn cũng nói với tôi rằng: mục sư ơi, tôi muốn tiếp nhận Jesus là Chúa Cứu Thế sống của mình, và tôi muốn gọi ông trời là cha. Tôi đã cả 30 năm, 40 năm, 50 năm gọi ông trời ơi rồi. Rồi tôi thật là bất hạnh. Mục sư thể giúp tôi bắt đầu từ ngày hôm nay gọi ông trời là cha và nhận lãnh được với cha mình những điều gì mình xin. Tôi rất là vui với bạn và vinh dự nữa. Nếu bạn mong muốn, bạn sẽ giơ cái tay của mình để tôi giúp bạn làm điều mà tôi đã làm 23 năm trước. Ngoài cái đấy, muốn làm một điều đấy để thay đổi cuộc đời của mình, tôi đã thực hành như nhiều người thấy đây đã thực hành. Ngoài muốn làm gì đó, tôi sẽ cho bạn thời gian dành cho bạn. Ngay là buổi tinh mạch của bạn. Bạn đã nhận thấy câu trả lời mà mấy chục năm bạn đã tìm kiếm. Mời anh đến xin được. Hãy vỗ tay cảm ơn. Anh đúng là người để trả lời đấy. Anh phát hiện một lần và hôm nay là những sự đời sẵn qua. Ngoài người điên của anh có ai nữa không? Tôi muốn giúp người điên thôi. Đến gặp tấn mà tôi đã gặp 23 năm trước. Và ngài cũng rất thích sống ở cuộc đời của tôi. Mà còn đang luôn thích bây giờ. Có ai nữa không? Ngoài anh em người ta. Dạ. Ok. Nào, mời hai anh cùng nhau gặp mặt với nhau. Tôi sẽ nói lời cầu nguyện trước. Hai anh sẽ nhắc được cầu nguyện của tôi. Kính lạy Chúa Giê-xu, hãy nói rằng mình của mình giống như cách đây nhiều năm trước, anh rời khỏi lòng mẹ của mình đến kia đầu tiên. Và chính cái điều đó đã khiến cho trái tim của anh và phổi anh làm việc. Anh đã sống trên chân của mình những tháng năm vừa rồi nhờ tiếng khóc chào đời đầu tiên đó. Thì ngày hôm nay anh sẽ nói một lời đầu tiên đối với Chúa, một lời xin lỗi và chú bước vào đời sống của anh. Và cuộc đời của anh hoàn toàn được thay đổi như tôi vậy. Nào, hãy nhắc cho lời cầu nguyện của tôi nhé. Kính lạy Chúa Giê-xu, ngày hôm nay con tin ngài đã chết thay tội cho con và đã sống lại. Chúa Giê-xu ơi, con mời ngài bước vào đời sống con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Chúng ta cầu nguyện cho hai anh em. Nếu bạn xem chương trình này cũng cầu nguyện tiếp nhận Chúa vừa rồi, lời cầu nguyện này cho bạn nữa. Chúa đã cầu nguyện cho người tiếp nhận Chúa Giê-xu. Cảm nhận họ là con cái của ngài. Mọi tội cũng đã được tha, họ là con người mới. Ông trời cũng chưa được họ kêu với rồi thôi, nên là cha họ. Mỗi khi họ cầu nguyện, xin Chúa ngài nhận lời, như lời của ngài đã hứa. Nguyện thánh của Chúa ở trên hai anh em con, nguyện ân lành đẩy dây cho họ, nguyện vui và cuộc sống của họ hoàn toàn mới. Con cảm ơn Chúa, con giao phó hai con người để trong tay Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Cha ơi, con cầu nguyện cho anh nhận trong hội thánh, nguyện ơn lành Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Trời Cha, trên mỗi một con người, mỗi một gia đình, đặc biệt sự mất mát của con vừa qua, xin rất là của ngài mang trở về cho chúng con. Kẻ cho khi bắt quả tang nó phải trả lại 7 lần hơn thì mới an lòng. Con cảm ơn Chúa cho con chúng con, hay cũng gia đình của chúng con, sức khỏe của con việc làm, sao phải hay có cái chúng tay ngài. Và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.